Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục thời sự kênh Thê Thê của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ cho chúng tôi nhé. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Từ ngày 5 tháng 8, cảnh sát giao thông được dùng video trên mạng để xử lý vi phạm giao thông. Kể từ ngày 5 tháng 8 tới đây, thông tư 65-2020 TT Bộ Công an sẽ chính thức có hiệu lực. Thông tư 65-2020 TT Bộ Công an sẽ thay thế cho thông tư 01-2016 TT Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 4 tháng 1 năm 2016 về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra và kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát Giao thông. Theo thông tư mới, Cảnh sát Giao thông có thể sử dụng hình ảnh, thông tin được đăng tải trên mạng xã hội để xử lý các đối tượng vi phạm giao thông những hình ảnh này sẽ là căn cứ để lực lượng chức năng xác minh khách quan và chính xác về thời gian, địa điểm, đối tượng cũng như hành vi vi phạm. Thông tư 65/2020/TT-BCA chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8. Cụ thể, theo thông tư 65 2020 tt pca kể từ ngày 5 tháng 8 năm 2020, cục cảnh sát giao thông sẽ bố trí sắp xếp lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát, tuần tra và xử lý vi phạm trên các tuyến đường cao tốc đi qua địa giới hành chánh của hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. Trong trường hợp cần thiết, cục cảnh sát giao thông tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương để thực hiện tuần tra kiểm soát phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Công an, cục trưởng cục cảnh sát giao thông trên các tuyến đường bộ thuộc phạm vi toàn quốc. Quyền hạn của cảnh sát giao thông theo thông tư 65. Theo thông tư số 65 quy định về quyền hạn của cảnh sát giao thông trong tuần tra và kiểm soát bao gồm dừng các phương tiện giao thông đường bộ theo quy định của luật giao thông đường bộ và các quy định khác có liên quan kiểm soát người phương tiện và giấy tờ liên quan của người điều khiển phương tiện giao thông theo quy định của pháp luật kiểm soát thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật áp dụng các biện pháp ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân hỗ trợ phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ huy động phương tiện giao thông, phương tiện liên lạc của cơ quan tổ chức cá nhân hỗ trợ trong trường hợp cấp bách bằng hình thức yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản. Được trang bị, lắp đặt và sử dụng những phương tiện thiết bị chuyên dụng theo quy định của pháp luật và Bộ Công an. Được tạm thời đình chỉ phân luồng lại một số đoạn đường nhất định khi có lý do đặc biệt như át tắc giao thông, tai nạn giao thông. Thực hiện quyền hạn của lực lượng công an nhân dân theo quy định của pháp luật. Cũng theo thông tư số 65 có bổ sung quyền hạn của cảnh sát giao thông được tiếp nhận, sử dụng và xử lý vi phạm giao thông qua những thông tin, hình ảnh, video phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông từ các thiết bị ghi thu của tổ chức, cá nhân hoặc thông tin được đăng tải trên các phương tiện đại chúng mạng xã hội. Những thông tin được tiếp nhận sẽ sử dụng làm căn cứ xác minh phản ánh khách quan về thời gian, địa điểm, đối tượng và hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Cảnh sát giao thông sẽ phân loại và báo cáo với Thủ trưởng có thẩm quyền để xác minh thông tin tiếp nhận, xử lý theo từng trường hợp. Cụ thể, trường hợp thông tin phản ánh diễn ra trên địa bàn phụ trách, Cảnh sát giao thông tổ chức lực lượng dừng phương tiện để kiểm soát và xử lý theo quy định trường hợp không dừng được phương tiện giao thông hoặc hành vi vi phạm đã kết thúc cảnh sát giao thông thực hiện xác minh xử lý theo quy định của pháp luật trường hợp nằm ngoài địa bàn phụ trách cảnh sát giao thông thông báo cho đơn vị cảnh sát giao thông có thẩm quyền để thực hiện xác minh xử lý theo quy định của pháp luật trường hợp thông tin phản ánh đúng với hành vi vi phạm hành chánh thì người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chánh Tường Thành xuất hiện trên khu đất của FC Quỳnh Linh, người dân phấn khởi cho rằng đây là điểm lành. Nhận được tin nhưng Quỳnh Linh vẫn chăn chừ vì anh sợ sự xuất hiện của mình ngay tại điểm nóng sẽ có thêm những tin đồn không đang có. Tin về bức tượng băng đá màu đen nâu cao 1 mét được phát hiện ngay trên đất của MC Quỳnh Linh vào ngày 11 tháng 7, khiến cả khu vực xã Phú Tân sốc trăng, sôi sụp khi bà con ngày đêm kéo nhau đến ngắm và dân hoa cúng bức tượng nhằm tìm may mắn cho chính mình. Nhận được tin, nhưng Quỳnh Linh vẫn chần chừ vì anh sợ sự xuất hiện của mình ngay tại điểm nóng sẽ có thêm những tin đồn không đáng có. Nhưng trước lời khuyên của bà Nan, diễn viên Lê Tuấn Anh Quỳnh Linh quyết định tới tận nơi dương hoa cúng mâm trái cây để bày tỏ tấm lòng của mình với tượng thần. Quỳnh Linh cùng 8 người bạn, trong đó có Lê Tuấn Anh vượt hơn 200 km để có mặt ở khu du lịch Chiến Tiên. Tiếp đoàn, Thượng tòa Thạch Bon trụ trì chùa bốn mặt hào hướng kể, từ hôm qua đến nay đã có hàng ngàn bà con đến xem, nhưng may mắn họ đều ý thức, không để xảy ra tình trạng mất trật tự. Có người đến cúng cũng có người đến xin một đất đất ở nơi tượng Phật được phát hiện để đem về nhà thờ cúng, hay cũng bảo đây là một điểm lành tạo nhiều may mắn cho người dân nơi đây. Theo lời kể của sư rượu trì, chiều ngày 11 tháng 7, một nhóm trẻ con ra bờ ao tắm, vô tình thấy một bức tượng ngay trên bãi đất thuộc khu văn hóa du lịch tâm linh diễn tiên của MC quyền Linh vừa khởi công vào ngày 2 tháng 2 năm 2020. Ngay sau đó bức tượng được làm sạch và đem vào chùa, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lập tức đã đến tìm hiểu, nắm bắt sự việc. MC Quyền Lên bảo, trong lòng luôn muốn làm một cái gì đó cho mảnh đất này, bởi vậy khu du lịch văn hóa tâm linh dân tiên ra đời. Anh bảo, hơn 3 năm trời, tôi cầm cụi làm giấy tờ khai hoang, kêu gọi nhà đầu tư. Giai đoạn đầu, nhiều người hào hứng chạy xuống xem ai cũng lắc đầu ngao ngán vì mênh mông rừng rậm quá. Cũng có người hỏi tôi, khủng không mà đầu tư vào nơi này. Tôi chỉ với mong muốn duy nhất phục dựng khu diễn tiên xung quanh trọng 108 cây bồ đề và một ngôi làng với nhiều giấy nhà đặc sắc của người Khmer. Sau khi hoàn thành, du khách đến tham quan có thể lưu trú qua đêm, trải nghiệm những phong tục, tập quán, ẩm thực, âm nhạc của người Khmer. quyền lên chia sẻ quá trình xây dựng khu du lịch này vô cùng khó khăn. Suốt 3 năm qua, tôi trải qua rất nhiều giai đoạn gian khổ mà không biết kể cùng ai. Riêng việc lắp đất làm đường, tự nhiên tôi như một kỹ sư cầu đường, phải nắm hết các nguyên lý đổ cát, trồn gạch, lắp mặt đường ra sao, mua xe ủ đất, cao đất mà tiền sửa xe còn hơn cả tiền mua xe. Rồi tên là giếng tiên, nhưng cái giếng này của tôi nó rộng 1 hecta to hơn cả cái ao làng. Lúc đầu đào xuống 5 mét cứ tưởng mọi việc sẽ ổn, nhưng chỉ qua vài cơn mưa, toàn bộ đất cát trôi xuống bằng ngang, xem như chưa được đào bao giờ, cứ nhìn giếng tiên mà tôi như môn khóc đất đào từ giếng tiên đổ về mặt tiền đường ở ngoài nhìn vào như bãi đất trống cũng chưa ai thèm để ý. Với quyền linh, việc tượng phạt xuất hiện là điềm lành, giờ đây tượng phạt sau bao ngày mưa gió đã trồi lên như một điềm lành báo cho tôi thêm nhiều động lực để cố gắng cải tạo vùng đất này đặc sắc hơn. Đã có nhiều anh em chung tay cùng tôi với hy vọng nhanh chóng biến nơi đây thành một khu du lịch trọng tâm của tỉnh Sóc Trăng. Tôi tin với năng lượng dồi dào từ những điểm lành như thế này, cộng với một tập thể nhiều năng lực, chúng tôi sẽ góp phần làm cho cuộc sống của bà con nơi đây khá hơn và vui vẻ hạnh phúc hơn trong thời gian tới, MC Quỳnh Lên nói. Cô chủ kêu than vì căn nhà khang trang bị khoáng sạch đồ khi cho thuê phát hiện căn nhà khang trang của mình trở nên hoang tàn sau vài tháng cho thuê, khu chủ chỉ biết lên mạng kêu gào tìm sự trợ giúp từ phía cư dân mạng. Chuyện khách thuê trọ ở bản xưa nay không phải là đề tài hiếm có trên mạng rồi, đây cũng chính là nỗi khiếp sợ của các chủ nhà khi đen đuổi vỡ phải những vị khách vô ý thức. Thế nhưng, đỉnh cao đến nỗi không chỉ ở bản mà còn khoáng sạch đồ đạc trong nhà khu chủ như một trường hợp mới đây được chia sẻ thì quả thật là hí hữu. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng của chủ tải tài khoản TT với nội dung thuộc lại tình cảnh bi hài khi đồ đạc trong căn nhà khang trang sạch đẹp của mình bỗng không cánh mà bay chỉ sau vài tháng cho thuê. Theo đó, chủ nhân bài đăng có chia sẻ rằng mình đã cho một người quen thuê căn nhà vốn đầy đủ tiện nghi, nhưng khi trở lại thăm nhà cũ sau khoảng thời gian dài thì khổ chủ như đứng hình toàn tập, bởi trước mắt là khung cảnh hoang tàn đến choáng vắng. So với hình ảnh trước khi cho thuê thì đúng là khác nhau một trời một vực. Toàn bộ khung cảnh từ ngoài vào trong đã hoàn toàn thay đổi, khiến TT không còn nhận ra nhà của mình nữa. Được biết, phần mái lập tôn phía ngoài và phần cổng chính sang chảnh đẹp đẽ đã không cánh mà bay để lại khoảng đất trống trơ rời. Chưa dừng lại ở đó, toàn bộ đồ nội thất cũng được người thuê khoáng sạch từ ổ điện đến bóng đèn, cánh cửa, khiến khu chủ chỉ còn biết cười trong đau đớn. Vậy là từ căn nhà khang trang sạch đẹp, sau vài tháng vào tay chủ mới, nó đã trở thành vườn không nhà trống tàn hoang theo đúng nghĩa đen. Điều kỳ lạ là chính TT cũng không biết nguyên nhân màn can quét là lùng này đến từ đâu, khu chủ chỉ còn cách đăng đàn bày tỏ sự bức xúc trước sự việc vừa xảy ra. Được biết chủ nhân của căn nhà sẽ nhờ đến sự can thiệp từ chính quyền địa phương để làm rõ trắng đen. Trong bài đăng của TT, cư dân mạng đã không ngừng chia sẻ nhiệt tình để mong sớm bắt được tên thuê nhà liều lĩnh kia, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho những ai quá tin vào lời trót lưỡi đầu môi của bao kẻ vẫn xưng danh là người quen. Do biết đây là câu chuyện buồn của khu chủ, nhưng dân tình vẫn không ngừng bình luận hài hước, bởi xưa nay chỉ thấy khách thuê trọ ở bản chứ dọn sạch đồ như thế này thì quá là hiếm gặp. Ở một diễn biến khác, nhiều cư dân mạng lại cho rằng đây chẳng qua chỉ là hình ảnh trước và sau khi chủ căn nhà muốn phá bỏ hay cải tạo nó để biến thành nhà mới mà thôi, thực chất là chẳng có kẻ nào đi thuê mà dám liều lĩnh như thế này đâu. Hiện tại, bài đăng vẫn đang được truyền tay nhau trên mạng xã hội với vô vàn ý kiến bình luận khác nhau. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì khi nhận thấy những hình ảnh này?